Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa Giao thông. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục tin tức giao thông với những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giao thông vận tải. Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên vừa có quyết định phân luồng điều tiết giao thông đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Chợ Trù, km 189+437,34 đến km 215+878. Cụ thể, xe con, xe khách dưới 16 chỗ ngồi, xe máy, xe thô sơ và xe có tải trọng dưới 5 tấn được phép lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Chợ Trù. Xe con tải trọng trên 5 tấn, xe khách trên 16 chỗ ngồi tiếp tục được phân luồng theo nội dung thông báo số 338 của Khu Quản lý Đường Bộ 1 và thông báo số 2636 ngày 14 tháng 9 năm 2024 của Sở Giao thông Vận tải. Thông qua phần mềm quản lý và xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, tháng 9 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải đã quyết định thu hồi phù hiệu đối với 14 phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô với lỗi vi phạm tốc độ. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm nộp lại phù hiệu trong vòng 10 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực và không sử dụng phương tiện để kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu. Camera phạt nguội sẽ phải đo được tốc độ đến 220 km/h. Đây là đề xuất mới được Bộ Công an đưa ra để lấy ý kiến trong dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống chỉ huy điều hành giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đề xuất về camera giám sát phạt nguội của Bộ Công an, thiết bị phải ghi nhận tốc độ và hình ảnh của các phương tiện chạy không đúng tốc độ quy định. Dữ liệu truyền về trung tâm giám sát bao gồm ảnh chụp phương tiện vi phạm có biển số xe, dữ liệu về tốc độ, địa điểm, thời gian, dữ liệu nhận dạng biển số xe. Yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ các quy định chung như vi phạm tốc độ từ 8 km/h đến 220 km/h, chế độ đo cố định, ngược chiều, xuôi chiều cả ban ngày và ban đêm, khả năng nhận diện biển số chính xác lớn hơn hoặc bằng 95% vào ban ngày và lớn hơn hoặc bằng 80% vào ban đêm, khả năng lưu trữ dữ liệu tại camera lớn hơn hoặc bằng 32GB và nhiều yêu cầu kỹ thuật khác. Việc nâng tốc độ đo của camera giám sát phạt nguội lên đến 220 km/h giúp cải thiện độ chính xác trong việc phát hiện vi phạm tốc độ cũng như các vi phạm khác, từ đó tăng cường an toàn giao thông và tác động đến ý thức chấp hành luật của người điều khiển phương tiện. Tại dự thảo thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến, Bộ này đề xuất bỏ quy định mất giấy chứng nhận cải tạo ô tô phải báo công an. Theo dự thảo, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất trường hợp giấy chứng nhận cải tạo bị mất, hỏng, chủ xe mang giấy tờ theo quy định đến cơ sở đăng kiểm nghiệm thu để làm thủ tục thông báo mất và được cấp lại giấy chứng nhận cải tạo trong cùng ngày làm việc. Tại dự thảo, Bộ cũng đề xuất quy định sau 30 ngày thông báo mất nếu không tìm được giấy nhận cải tạo thì được cấp lại. Theo ban soạn thảo, quy định hiện hành có nhiều thủ tục phức tạp gây khó khăn, mất thời gian cho chủ xe, doanh nghiệp. Do đó, ban soạn thảo đã sửa đổi theo hướng đơn giản hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tình trạng xuống cấp đoạn đường thuộc khu vực nút giao giữa đường Bắc Sơn với đường Tố Hữu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã kéo dài nhiều năm nay, khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn và trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Trời mưa một cái bên kia thì không có mưa, bao nhiêu nước này nó dồn hết về đây như thế này. Xong mà là thành hố, đêm hôm đèn đi thì không có đèn, không có biển, không có gì cả. Người ta đi người ta còn ngã đầy ra ấy. Xong rồi lắng thì em nói chị biết bụi lắm. Nhà em bản thân bán hàng này, dèm này, bụi kinh khủng luôn. Đường gồ ghề, mấp mô, trời nắng thì bụi, trời mưa thì còn khó chịu hơn với sự xuất hiện của các vũng nước lớn. Hầu hết các phương tiện qua khu vực này đều phải đi chậm lại để thăm dò mức độ nông sâu của mặt đường. Đặc biệt nguy hiểm đối với người điều khiển phương tiện không quen đường hoặc không phán đoán được mức độ nông sâu dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn. Cái vụ trường hợp trên đại từ đến đây là đâm vào nhau, gãy chân gãy tay, xong đưa đi cấp cứu cho các cháu đi viện cấp cứu. Nhưng chưa trường hợp là chết nhưng mà tai nạn thì nhiều lắm. Bình thường thì như những ngày hôm nay thì còn nhìn rõ các cái ổ gà này, nhưng mà mưa một cái thì là không thấy được. Rất là nhiều người đã bị ngã, mà kể cả tôi cũng đã từng là bị trượt ngã ở đây. Vị trí đoạn đường xuống cấp thuộc đường Bắc Sơn kéo dài, dự án vẫn đang trong quá trình triển khai. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này,
chính quyền địa phương đã phối hợp với một số đơn vị doanh nghiệp thường xuyên có phương tiện lưu thông qua đoạn đường này tiến hành sửa chữa, duy tu. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt và tạm thời, bởi việc khắc phục mới chỉ dừng lại ở việc san lấp, bù đắp lại phần mặt đường xuống cấp. Khu vực này là cái khu vực thường xuyên là các cái xe trọng tải lớn đi qua. Bởi vì là cái khu trong này là cái khu nhân dân ở bên ngoài là thường lấy cát sỏi trong khu vực này để về để xây dựng các công trình ngoài thành phố cũng như ở ngoài địa phương của nhân dân ở phía ngoài. Nên là thường xuyên là đi lại, đây là rất là nhiều xe lớn. Chỉ mong muốn là sao là cơ quan đường bộ của nhà nước ấy là xử lý được cái đoạn đường như này để cho nhân dân đi lại. Là tuyến đường nối thành phố Thái Nguyên với khu du lịch Hồ Núi Cốc, việc sớm có giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp đường tại khu vực này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, mà còn thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế cho địa phương. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trên 90% số vụ tai nạn giao thông xuất phát từ ý thức chủ quan và thiếu hiểu biết của người điều khiển phương tiện. Điều này cho thấy việc thay đổi ý thức và nâng cao hiểu biết của người tham gia giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Để làm được việc này, biện pháp tuyên truyền, giáo dục là phổ biến và hữu hiệu hơn cả. Cháu tham gia giao thông mà quên không mang giấy tờ xe và đăng ký lái xe đi ạ. Em mắc không mũ, không gương, không đăng ký xe. Đó là những lỗi vi phạm mà lứa tuổi thanh thiếu niên thường mắc phải khi tham gia giao thông. Những lỗi này xuất phát từ sự chủ quan, thiếu ý thức của bản thân người vi phạm. Bởi vậy, trong các buổi tuyên truyền, giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường, lực lượng chức năng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông. Cùng với đó là những nguy hiểm và hậu quả khôn lường đến từ sự chủ quan, thiếu ý thức và thiếu hiểu biết. Những buổi tuyên truyền giúp ích được cho học sinh, sinh viên về hiểu hơn về pháp luật. Qua tuyên truyền em đã có nhiều kiến thức hơn. Khi tham gia giao thông em cũng cảm thấy tự tin hơn. Với những kiến thức cần có thì em đủ tự tin để em có thể biết là mình đúng hay mình sai. Việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã được triển khai đến nhiều đối tượng trong xã hội. Với sự đa dạng hình thức tuyên truyền, giúp việc tiếp cận các nội dung thông tin của người dân trở nên dễ dàng và sâu sắc hơn. Sau khi học xong cái lớp này, chúng tôi thấy nắm được một số cái rất là cần thiết. Cái thứ nhất là trước khi mình tham gia giao thông thì mình phải kiểm tra cái phương tiện của mình có đủ đảm bảo an toàn tham gia giao thông hay không. Cái thứ hai là về con người thì phải mang các cái đồ bảo hộ, phải mang các cái giấy tờ của xe đi theo. Thế mà khi đã tham gia giao thông thì mình phải chú ý đến cái thứ nhất là đường tham gia giao thông, đường đấy mình được đi bao nhiêu cây số, rồi đi ở những cái địa điểm nào. Đấy, khi mình mà sang làn đường thì điểm nào là mình được sang. Như ngày xưa chúng tôi chưa được học thì chúng tôi cứ thấy chỗ nào gần thì chúng tôi sang. Nhưng mà nay đã được học rồi thì chẳng hạn như mình phải đến những cái quy định được phép là sang làn đường thì mình mới sang. Hoặc là trong cái vòng xuyến như ngày xưa thì chúng tôi cũng không được biết là phải nhường đường cho phương tiện nào. Nhưng mà qua cái lớp học này thì khi tham gia ở trong cái vòng xuyến thì chúng tôi phải nhường đường cho cái thiết bị bên trái. Khi mà thực hiện cái công tác tuyên truyền thì quay lại nhà trường vào những cái lần sau thì chúng tôi thấy rằng là đối với những buổi tuyên truyền trước đây thì các em cũng đã có được cái ý thức và cái nhận thức nó tốt hơn. Trong quá trình mà giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông như vậy thì chúng tôi thấy rằng là các em cũng đã tham gia rất nhiệt tình, sôi nổi và cũng đã trả lời chính xác với những cái đáp án mà chúng tôi đưa ra. Văn hóa giao thông thể hiện nét đẹp, sự văn minh của xã hội. Thông qua tuyên truyền để xây dựng văn hóa giao thông, từ thay đổi nhận thức và hành vi là giải pháp bền vững và hữu hiệu, cần được tích cực triển khai và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Chuyên mục văn hóa giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.